hư rồi. Rồi để mình ăn một miếng này cho nó tỉnh tỉnh. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ vô cái ở xa trên bay là màu hồng. Con gì? Này nó kêu voi hả? Con này nó kêu voi nè. Con gì? Thỏ. Con thỏ. Đâu đó. Thỏ. Mình xí xó mình ăn một miếng nhiều người quá trời bị chóng mặt. Không. Ngoại kia rồi. Thấy ngoại con chuột. Chuột nghe ngoại nghe con chuột. Rồi. Tiếp theo. Mình sẽ sử dụng vàng nhạt mình tô nhé. Đầu tiên là mình sẽ tô cái mỏ, cái này và những cái móng là màu vàng nhạt nhé. Rồi, đầu tiên mình sẽ tô cái này màu vàng nha, mình tô từ từ thôi. Tại vì cái giấy này nó đã tô xấu rồi cho nên là mình cũng không có tô nhanh. Rồi, tiếp theo là cái bụng. Rau xong nguyên một cái bờm nhé. Và cái chớp mũi cũng là rau này. Xin lỗi.
Nãy giờ mình cứ tưởng đâu á là hả, cái bờ mình ấy làm hại tôi ở đây cả hả, cái này mình cũng chưa chịu nhìn. Gì ra trời, rồi tiếp theo con này sẽ là một cam cam nhé, cam nhẹt nhé. Rồi sẽ bắt đầu tô ở trong cái tay này. Ok, và mình sẽ tô thêm cái đuôi này. Rồi video của mình là kết thúc nha. Bye bye mọi người nhé.